có lẽ em là một thành phần khá là ngược đời so với các nàng dâu khác. Em thấy mọi người về làm dâu mọi người hay khóc quá à, hay buồn hay tủi thân quá, nhưng em về em chả cảm thấy gì cả, em thấy vui lắm. Con dâu khi về làm mình thì cũng không nhất thiết phải nấu ngon. Quan điểm bây giờ là ai dỗ thì làm. Cho nên là chắc là từ khi về làm dâu giờ thì chủ yếu là bố mẹ chồng thì nấu cho con dâu ăn là chính. Bố mẹ ơi, con đi sinh đây, nhớ ở nhà chăm cho con mèo. Mà lấy chồng xong thì mang con mèo về thì hai vợ chồng thật sự là không bằng lòng. Bởi vì sao? Bởi vì là nhà mới, con dâu mới thì mang mèo về. Nhưng mà cũng hai vợ chồng cũng đành phải chịu thôi. Làm sao? Lắc 1, 2. Rất cái đó. Tay. Quyền Linh và Lê Lộc xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Đến hàng lại lên, chúng ta gặp gỡ khách mời ngày hôm nay. Dạ. Để xem họ làm công việc thế nào, cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, cha vợ con rể, vân vân. Nói chung là khách mời thì chúng tôi chưa biết có mối quan hệ thế nào, gặp thì chúng ta sẽ biết, và câu chuyện màu sắc thế nào quý vị cùng theo dõi nha. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khách mời ngày hôm nay. Xin mời. Wow. Dạ em chào chị. Dạ, chào anh. Em chào chú ạ. Dạ. Dạ. Mời anh ngồi. Dạ. Đây, ngồi đi bé. Rất vui chào đón khách mời đến ngày hôm nay. Dạ. Xin chào Quỳnh Linh. Dạ. Và Lê Lộc. Dạ. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là bố chồng. À. Và đây là con dâu Minh Phương. Ba chồng con dâu. Dạ. Tôi năm nay 61 tuổi, cán bộ công chức mới được nghỉ hưu. Anh làm công việc gì anh? Tôi là trước làm chuyên môn, sau làm đoàn thanh niên, sau làm cán bộ công đoàn chuyên trách và đã được nghỉ hưu ở công đoàn đường sắt Việt Nam, thuộc tập công ty đường sắt Việt Nam. Đường sắt Việt Nam đó. Anh hiện nay là ở đâu? Quê tôi ở Xuân Đỉnh. Và hiện nay tôi đang ở Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Bắc thành phố Hà Nội. Rồi, xin mời. Dạ, em mời chị. Lời đầu tiên cho phép con xin gửi lời chào tới hai MC cũng như là toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Con tên là Nguyễn Minh Phương ạ. Công việc hiện tại của con là một nhà sáng tạo nội dung ở trên nền tảng số và là con dâu của bố con. Chị làm dâu của bố được bao nhiêu năm rồi? Dạ, được khoảng hơn 2 năm ạ. Lấy chồng sớm quá nha. Con quá trẻ lấy chồng 2 năm rồi con hả? Cho chồng bỏ cuộc chơi hơi sớm. Không biết là hai vợ chồng mình có mấy cháu rồi chị hả? Dạ nhà em mới sinh được một bé được khoảng 10 tháng ạ. Dạ vâng. Trai bé đầu lòng. Dạ con gái ạ. Ồ chúc mừng. Xin gái đầu lòng dễ thương lắm. Mới có 2 năm thôi thì cái chặng đường chưa chắc cũng mới ha. Dạ. Ngày xưa mà khi mà lần đầu tiên anh gặp cô con dâu trẻ trung sinh động này đó thì anh ấn tượng điều gì? Khi cậu con trai đưa người yêu về, ấn tượng đầu tiên của gia đình, của vợ chúng tôi cũng như là ông bà nội ngoại, thứ nhất là nhìn cô dâu rất là nhanh nhẹn, xinh xắn, trông rất cảm tình. Bây giờ mới được nghe. Bây giờ mới biết. Sao bây giờ bố mới nói? Thì có hai hỏi đâu mà nói. Đúng rồi. Hỏi nói. Đúng ra là con phải hỏi bố lúc con về bố thấy con sao. Bây giờ bố thấy con sao? Vâng, bố thôi. Con sẽ rút kinh nghiệm. Có gì đó. Ngược lại thì con thấy bố là người thế nào? Dạ, con có thể kể cái lần đầu tiên mà con gặp bố thì hồi đấy là bố có lẽ là bố còn chưa biết con và anh Thắng quen nhau. Là anh Thắng thì ngày xưa mở một cái trung tâm gọi là trung tâm đào tạo nghệ thuật, và con thì là giáo viên của trung tâm đó. Thì cái ngày mà bố tình cờ lên trung tâm thì cũng đúng cái giờ đấy là đang ở lớp của con. Không biết là hôm đấy bố có nhớ không, nhưng mà con chưa bao giờ gặp bố cả, nhưng mà ngay từ lần đầu tiên là con đã biết chắc chắn đấy là bố của người yêu con rồi. Tại vì nhìn quá giống nhau, không phải lệch đi đâu rồi. Con rất là ngại, tại vì hôm đấy con thì là giáo viên dạy nhảy, cái đặc thù công việc của con nó hơi gọi là có phần phải phóng khoáng một chút. Nên là hôm đó con có mặc quần ngắn, con có mặc áo crop top, hở rốn rồi nhảy những cái điệu rất khá là sexy. Đúng lúc đấy thì bố đi lên và con rất là ngại. Con cũng không dám ra chào, tại vì một phần là cũng đang trong giờ làm nữa, một phần là con nghĩ là bố cũng không nhận ra con là ai, nên là thôi con cũng không chào mà chỉ là để đó thôi, nhìn và để đó thôi. Ấn tượng đầu tiên của con là bố rất là hiền lành, rất là tốt tính. Và cái ấn tượng đấy thì cũng tương tự như cái lần đầu tiên mà con được về gia đình mình ra mắt. Con cũng cảm thấy là bố rất là cởi mở, rất là chào đón con, và con có một cái thiện cảm cũng như là có một sự gần gũi như thể là con đã được gặp bố rất là lâu rồi ấy. Lúc đó thì con quen anh Thắng lâu chưa? Dạ, bọn con quen nhau được khoảng gần 2 năm thì bọn con có giới thiệu đưa nhau về ra mắt hai bên gia đình ạ. 2 năm rồi cũng mới gặp bố lần đầu tiên đó hả? Dạ. Mới được dám về nhà ăn cơm.
Rồi cái khoảng thời gian đầu khi mà chị về làm dâu đó, chị cảm giác như thế nào, có khó khăn gì không? Có lẽ em là một thành phần khá là ngược đời so với các nàng dâu khác. Em cảm thấy là thời gian đầu em về làm dâu thì em không cảm thấy gì là. Em thấy mọi người về làm dâu mọi người hay khóc quá à. Hay khóc rồi hay nhớ bố mẹ rồi hay buồn hay tủi thân quá, nhưng em về em chả cảm thấy gì cả, em thấy vui lắm. Em thấy bình thường lắm mà. Bởi em thấy sao ạ? Em cũng không biết nữa, em cảm giác gia đình của nhà chồng mình cũng như kiểu có một cái sự rất là gần gũi với mình, như kiểu là có một cái mối nhân duyên gì đó từ trước á, nên là khi mà em về em cũng không có cảm giác gì là quá lạ lẫm cả. Một phần là vì bố mẹ chồng em cũng luôn là muốn tạo một cái không khí thoải mái nhất có thể cho em, để cho em dần dần thích nghi với cuộc sống mới. Thế nhưng cái điều ngược đời ở đây là sau cái khoảng thời gian đầu tiên, sau này thì em mới cảm thấy chính ra mình cũng nhớ nhà mình phết. Mình cũng nhớ bố mẹ đẻ mình phết. Những lúc mà nhà chồng mình có những cái buổi liên hoan, những cái buổi đoàn tụ rất là vui vẻ, rất là ấm cúng, thì tự nhiên trong lòng mình lại có một cái kiểu bất giác mình nghĩ đến bố mẹ mình. Lúc ấy mình nghĩ là mình đang vui thế này, không biết mình đi lấy chồng bố mẹ mình chắc nhớ mình lắm. Tóm lại thì từ khi mà cháu về làm dâu thì nói chung là vợ chồng cũng như ông bà rất quý, thế là cháu cũng rất thương, cháu cũng rất là thẳng thắn, mẹ chồng tương đối hợp nhau. Nhưng bà xã anh có bao giờ la dâu mà giấu anh hay là anh giấu không? Chắc là không la. Bởi vì là tôi và vợ Hồng luôn đồng hành. Và buổi sáng thì tôi vì vợ yếu, buổi sáng thì đi làm thì cũng 7-8 nay là phải đưa ra nhà ngoại để yên tâm hơn đi làm. Thế buổi chiều đón về, nhưng tất cả những lúc mà tôi có nhà là vợ cũng có nhà, nên chị cũng chưa thấy la bao giờ. Gì tôi cũng biết đúng không? Nhưng mà chị thấy chị với bố chồng hợp nhau điểm gì? Hai bố con thì cũng đều nói nhiều. Trong gia đình thì đều nói nhiều. Tính của bố thì có lúc cũng hơi khó tính, cũng kỹ tính, nhưng mà vì là công việc của bố giao tiếp nhiều và tiếp xúc với nhiều người nên là cũng rất phóng khoáng, cũng thoải mái, cũng giống như em thôi. Không biết mình có hỏi về điểm không hợp không ta? Dạ có luôn ạ. Em phải nói thế, tại vì em cảm thấy là cái điểm không hợp nó chiếm hơi nhiều. Tuy nhiên thì cái điểm không hợp ấy nó lại không làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai bố con, tại vì nó chỉ là những cái xảy ra trong cái cuộc sống hàng ngày, ví dụ như là khẩu phần ăn uống này, khẩu vị này, rồi là cái nếp sinh hoạt đấy, vậy thôi. Bố em thì bị bệnh dạ dày nên là khẩu phần ăn của ông đôi khi cũng phải hơi kỹ một chút. Còn em thì là thế hệ của em là ăn uống cũng rất là thoải mái, em thích ăn cay, em thích ăn vặt, rồi em thích ăn đồ chiên nóng, nhưng mà bố thì không bao giờ ăn những món đấy, hải sản đồ tanh không bao giờ. Nhưng mà bố lại rất tâm lý, bố mẹ rất tâm lý ở cái là mặc dù bố mẹ không thích ăn hay là bố mẹ không ăn được thì cũng không bao giờ bắt bọn em phải theo. Một bữa cơm nếu mà có một món lẩu thì bố mẹ sẽ mua một cái nồi lẩu chia thành hai ngăn để con ăn một nước, bố mẹ ăn một nước. Quá chịu con dâu luôn ha. Quá là tâm lý luôn. Nhưng mà nấu thì chị có nấu hợp với khẩu vị của bố không? Hay chị có khéo nấu không? Bố. Thực ra là từ hồi về làm dâu rồi em rất là ít nấu ăn. Trời sướng quá vậy. Cũng thỉnh thoảng có trổ tài một tí, không biết là bố cảm thấy thế nào. Mong mong anh. Hôm nay cô có đâu nói thì mình mới biết ra nhiều vấn đề. Kể nên nói ra. Nói cho biết. Nhờ chương trình đấy ạ. Dạ. Khi mà biết con dâu về thì cái gì mà không mình hoàn toàn là chủ động, không có gì thay đổi cả. Vẫn hai vợ chồng dậy buổi sáng đi nấu, bà vợ thì nấu cũng rất ăn ngon. Quan điểm của tôi thì là cả hai vợ chồng đều khi mà bây giờ là nó phải tiên tiến đấy. Con dâu khi về làm mình thì cũng không nhất thiết phải nấu ngon, vì nấu không nấu ngon thì sau sẽ nấu ngon. Thứ hai nữa là chưa biết nấu thì dần sẽ biết nấu. Mà quan điểm có khi là quan điểm bây giờ là ai dỗ thì làm, nên là chắc là từ khi về làm dâu giờ thì chủ yếu là bố mẹ chồng nấu cho con dâu ăn là chính. Sướng lắm ạ. Thậm chí nhà tôi là gì, là từ khi mà có con dâu về thì con trai lại ra gì à, là vợ từ 7 năm nay lại không đi được xe máy mà xe đạp. Chứ hồi trước thì đi vù vù, thế là tôi lại đưa đi, thì khi đi chợ thì cái gì mà cảm thấy Phương thích nhất là đỗ xuống em mua. Đấy, đặc biệt là một số những cái món mà sở trường thích. Bánh cái gì con nhỉ? Tàu phớ. Tàu phớ là một này. Cái gì bánh giò này, hai này. Vâng. Hoặc những cái gì mà cô dâu thích thì là lại đỗ xuống là mua về. Cái gì bố mẹ không thấy cái này ngon, con thích là mua về. Nhưng ngược lại, con có làm điều đó với bố mẹ chồng không? Dạ, đấy như con nói thì bố mẹ con luôn luôn là chỉ thích những cái bữa cơm gia đình ấm cúng và thân mật thôi. Nên là thường là những cái món con mua về thì mẹ con cũng chỉ thử một miếng cho con vui. Vậy thì con chưa đáp ứng nhu cầu những cái gì mẹ con thích. Tại vì con biết là bố mẹ con thích gì nên là có những thời gian rảnh thì con vẫn cùng mẹ nấu những bữa cơm đơn giản. Mẹ con thì sức khỏe của bà thì bà lại bị tiểu đường, nên là ăn uống của bà thì cũng rất là phải kén luôn á.
mà không ăn được đồ ngọt, mà không ăn được tinh bột, không ăn được những cái đồ mà cũng bị người tiểu đường không ăn được á. Thế nên là bà chỉ có cơm gạo lứt nè, rau dưa nè, thì có quả ít đường nè. Ôi, mấy cái đó dễ nấu lắm chị ơi. Chị càng dễ nấu. Dạ. Chị có món quà nào đặc biệt dành tặng cho chú hay là cô chưa? Có chứ. Thì riêng bố chồng thì sinh nhật là có được cái áo mà hôm nay tôi mang đi đấy. Nhưng mà áo vàng lắm, vì tôi mệnh kim hợp màu vàng, cho nên là con dâu cũng đã hiểu để mua đúng cái áo màu vậy. Nó cũng hiểu vàng áo thể thao ấy. Hồi đấy là tại vì gia đình con là đang rất là cố động viên mẹ là cố gắng tập thể dục để sức khỏe đi lên, nhưng mà mẹ thì hơi ý chí hơi thụt lùi một tí, nên là hôm đó là đúng lại là dịp sinh nhật của bố, nên là hai vợ chồng con đã quyết định là mua cho bố mẹ một cặp áo thể thao để cho bố mẹ có động lực đi bộ cùng nhau và tập thể dục cùng nhau. Trộm vía là sau hôm đó thì mẹ cũng chăm chỉ lên. Và tôi đánh quần vợt mà trên cái áo ấy. Đúng rồi. Rất là hợp khi ra đánh ở sân. Thì con chú là người dạy nhảy đó. Rồi nó về nhà nó cứ nhảy suốt vậy đó. Rồi nó ầm ầm nhạc này kia, rồi anh có khó chịu không? Hay là lúc nó có bầu có biết nó vẫn nhảy nhót này kia, anh có khó chịu không? Ôi nhảy thì lo lắm nhưng mà không biết làm sao được, chỉ biết chưa, không có nói thấy chưa, cũng lo. Đặc biệt là mẹ cháu thì lo lắm nhưng mà nhưng mà sao chú không nói thẳng trực tiếp với chị luôn? Có nói mà. Ừ. Nói sao? Có nói là con cũng hết sức, là bây giờ mình đang mang thai đây thì hết sức là phải cẩn thận đấy. Cháu nội đứt tôn của anh. Đam mê thì đam mê nhưng mà con mình là phải là số 1. Yeah. Nhưng mà cũng ở trời là mọi việc nó xuân xuân sẻ. Càng có bầu nó càng nhảy dữ luôn á. Thực ra là bản thân em thì thấy là mẹ nào thì cũng thương con hết, và em thì tuy là còn trẻ nhưng mà em cũng như bao người mẹ khác thôi. Và khi mà mình mang bầu cái cơ thể của mình như nào mình là người hiểu rõ nhất. Yeah. Mọi người nhìn thì mọi người sẽ thấy sợ lắm. Bản thân em bây giờ khi mà đẻ xong em nhìn mấy bà bầu và nâng tạ rồi họ vận động rồi em cũng thấy hơi ghê ghê, mặc dù ngày xưa mình khác gì đâu. Nhưng mà cái cảm giác của người xem là như thế, còn cái người mà thực sự đang mang bầu thì họ hiểu rõ cơ thể của mình nhất. Em thì cái ngày mà em thông báo tin vui là bố em đã nói luôn là thôi con đừng nhảy nữa nha con nhá. Nhưng mà thực sự là không nữa, nó là cái công việc mà nó như thể là một cái thói quen, đúng rồi, nó là một cái đam mê từ xưa đến giờ của mình, khó bỏ lắm. Trong quá trình em mang bầu thì cũng nhờ có cái việc là em có những cái clip nhảy múa ở trên mạng xã hội ấy, thì em cũng dần dần được nhiều người biết đến và công việc của em càng ngày càng rộng mở, cũng như là có nhiều cơ hội hơn. Lâu dần thì bố mẹ cũng thấy là không vấn đề gì, thì bố mẹ cũng rất là ủng hộ. Như lúc đó thì trên mạng xã hội đó thì sẽ có hai cái luồng dư luận. Dạ, vâng. Một người sẽ rất là ủng hộ con bởi vì con là một người mạnh mẽ đi ha. Dạ. Một cái luồng dư luận là không ủng hộ con đó, trời đất ơi, con có bầu bà nhảy như vậy là con cái sao không có hưởng gì đó. Thì dạ, thì con có đón nhận cái luồng dư luận đó không? Vâng, thực ra là ngay từ những cái lúc mà con bắt đầu đăng tải những clip ấy lên là con cũng phải chuẩn bị tinh thần rồi, là mạng xã hội là cái nơi kẻ yêu người ghét ấy. Đúng. Mình không thể trách được, cũng không thể tránh được cái việc đấy. Những cái comment, những cái bình luận mà mang ý kiến là đóng góp thì con sẵn sàng đón nhận, nhưng mà những người mà họ có phần là hơi miệt thị, cũng như là có những cái lời nói nó hơi thô tục ấy, thì con có bị stress không? Thì chửi luôn á, con có bị stress không? Thời gian đầu cũng hơi, nhưng về sau thì con cũng thấy là mình không phải gì phải bận tâm, đấy là thực sự luôn đấy ạ. Và ngay cả bây giờ cũng thế, những cái clip của con bị mọi người chửi không phải là vì cái nội dung nó đi trái với đạo đức, nó đi trái với nền văn minh, mà nó đơn giản là những cái đấy nó quá mới mẻ và mọi người chưa kịp đón nhận. Nên là con cũng có một cái tinh thần là mình vẫn sẽ làm những cái điều gì mà mình cho là đúng, và dần dần mọi người sẽ yêu mến mình hơn, cũng như là cởi mở hơn trong những cái nội dung của mình. Và đúng là như thế, những người ghét con bây giờ quý con hết rồi. Hồi nãy em có nghe một cái chi tiết chị kể là chị đã khuyến khích được cả ba và mẹ đi tập thể dục, thì em không biết là chị có cái sở trường là về âm nhạc, về nhảy, thì chị có bao giờ chị khuyến khích ba mẹ chị nhảy một cái điệu nào đó mà chị là biên đạo chưa? Thực ra từ hồi về làm dâu là con phải nói thật là con cảm giác gia đình mình bị xáo trộn bởi con. Bố mẹ đã phải đứng dậy và quay clip rồi làm trò này kia với cả con dâu. Chắc là cái đấy từ trước giờ bố mẹ chưa bao giờ phải làm. Ngay cả trước khi đến chương trình ấy thôi, ở sân bay cũng bắt bố ra đây quay cho con cái này, nhảy hai bạn, nhảy lên. Thì bố cũng phải chịu để nghe theo. Đáng yêu lắm. Cái đó mình vui không anh? Bị ép buộc anh? Con này định hỏi là chú có buồn ấy. Hay là bây giờ mình đứng dậy mình thể hiện luôn. Em cũng đúng bài thò anh đó. Thật ra em á, nhiều khi con gái ruột của em thôi. Nó nhỏ đó, 16 tuổi đó, 14 tuổi đó, nó ép em làm, nhiều khi em bực mình lắm. Mà em cũng phải làm đó bởi vì mình thương nó. Còn thôi. Con này là thương và chiều vào con. Dạ đúng rồi. Nhiều khi bực mình lắm, đang mệt mà nó bắt nhảy cái gì đâu mà mình nhảy dở nữa. Thì mình cũng bực lắm, cái đó là thiệt. Đừng nói chi là con dâu. Nhiều khi anh cũng đừng có vuốt nó quá, rồi anh thương nó quá, anh cho nó qua, nhiều khi cũng bực á. Nhưng mà thương con dâu thì thương con ruột mình quá thôi, làm theo đúng không anh? Thật ra thì
bố chồng với con dâu có sự gắn kết như thế, có những cái niềm vui như thế, để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn, để chúng ta bớt đi những cái giận hờn trong cuộc sống nhiều hơn. Chú có giờ muốn gặp cái người mà giống bố con đấy. Bản sao? Bản sao bố con đấy. Rồi bây giờ mời ông xã của con vào đi. Dạ con chào. Rồi vào đây ngồi đây, con ngồi kế vợ con này. Đây đây con ngồi đây. Hai người đàn ông hôn đúc nhau luôn nhỉ. Hôm nay thì con đến chương trình cũng được sự gửi lời của mẹ con. Dù mẹ con không đến đây thì cũng có một món quà nhỏ. Cái này thì là bí mật của mẹ con để gửi đến Phương. Đây, mẹ con có ghi đây. Mẹ chồng Trần Kim Thanh, gửi con dâu Nguyễn Minh Phương. Hôm qua mẹ ngồi mẹ viết xong mẹ... Hôm qua mới viết luôn. Tối qua ngồi vừa xem vừa viết. Viết xong thì có nói bảo mười mấy năm bây giờ đi hôm nay mới ngồi viết. Thế tóm lại nội dung thì tôi cũng chưa xem được, không biết. Chắc nhiều khi nói với dâu không được, viết cho nó dễ hơn. Làm bức thư à? Bức thư dài quá nhỉ. Wow, hai trang đấy. Chứ ngồi thưa này là không ổn rồi. Chất móc gì nhiều lắm đó. Cái này con nhờ Lê Lộc đọc được không? Dạ được ạ. À. Dạ em xin phép nha, con xin phép chú ạ. Con cứ đọc thẳng đi con, sao đâu. Chắc cũng trách chú thôi chứ không gì đâu. Xin chào ekip mẹ chồng nàng dâu. Chào hai MC duyên dáng và tài năng. Chủ đề mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện không có lời kết. Người đồng hành trong chuyến đi này đứng ra phải là mẹ. Nhưng đường xa quá, mẹ lại không đi được máy bay, nên bố sẽ là người đồng hành cùng con. Lần đầu tiên gặp con bé nhỏ nhắn, xinh xắn, nhanh nhẹn. Mẹ có linh cảm con dâu tương lai của mẹ đây rồi. Linh cảm. Và điều đó đã trở thành hiện thực. Mẹ rất vui và hạnh phúc. Thế là từ nay mẹ đã có thêm một người con, một người bạn để chia sẻ, để yêu thương. Con trai của mẹ đã có người bạn đời cùng đồng hành, cùng hỗ trợ, chia sẻ với nhau trong công việc sớm tối, cùng nhau xây dựng tổ ấm của mình. Đặc biệt hơn nữa, gia đình ta đã đón thêm một thành viên mới, chính là bé Lisa. Một món quà vô giá mà Thượng Đế ban tặng. Niềm vui và hạnh phúc của gia đình ta được nhân đôi lên rất nhiều lần. Con yêu, trong cuộc sống sẽ có lúc thuận lợi, có lúc khó khăn. Các con hãy cùng nhau vượt qua con nhé. Bố mẹ luôn ở đằng sau là hậu phương vững chắc để ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ các con. Mẹ luôn tin tưởng và thương yêu các con. Xin cảm ơn chương trình. Chúc chương trình ngày càng phát triển, có nhiều nội dung phong phú về chủ đề nàng dâu và mẹ chồng. Chúc toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình sức khỏe và bình an. Con dâu yêu của mẹ, cho mẹ gửi lời thăm ông xã của mẹ luôn. Anh yêu. Mẹ chồng Kim Thanh. Giận quá ha. Con trai con dâu đều khóc cả. Con cảm nhận như thế nào về lá thư của mẹ chồng mình viết cho mình? Nghe hay quá. Để chồng con mà còn rơi nước mắt nữa đấy. Thật ra đó là những cái ngôn từ đầy cảm xúc dành cho hai vợ chồng con. Cũng cảm ơn mẹ con rất là nhiều khi khen chú với lại Lộc. Chú cũng rất là cảm động. Thật ra để có một gia đình hạnh phúc như thế, tất cả mọi người đều hy sinh cái riêng của mình. Mọi người đều nhường nhịn nhau một chút. Mọi người đều chăm sóc, yêu thương cái tổ ấm của mình để tạo ra những giá trị như thế, những cái nụ cười, những cái gương mặt rất hạnh phúc như thế, chứng minh được rằng là gia đình tụi con rất là tuyệt vời luôn đó. Hôm nay con có muốn nói gì bố con, nói gì khi mà tình cảm của bố chồng dành cho con dâu? Thật sự cũng nhờ chương trình con cũng ngồi ở bên ngoài cũng nghe rất là nhiều lời chia sẻ thì cũng rất là xúc động và cũng là cảm ơn bố mẹ trong quãng thời gian mà hai bọn con đến với nhau thì cũng rất là yêu thương, cũng là luôn luôn là san sẻ và giúp đỡ bọn con rất là nhiều. Thì bọn con xin gửi lời cảm ơn bố và mẹ ở có xem chương trình thì bọn con rất là biết ơn bố mẹ và cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Và bọn con cũng xin lỗi bố mẹ những cái lúc bọn con có là những điều mà khiến cho bố mẹ không hài lòng, mà bọn con cũng sẽ cố gắng điều chỉnh một chút cũng như là dung hòa một chút cái tính cách, cái cá tính của con để cho gia đình mình vui vẻ hơn. Xin cảm ơn chương trình và cảm ơn hai con. Bố mẹ cũng sẽ cùng điều chỉnh để cuộc sống của gia đình nhỏ, gia đình lớn ngày một tốt hơn. Và cái này là cái mà chắc là không cứ là gia đình chúng tôi đâu mà các gia đình khác cũng thế thôi. Thì rõ ràng là
một gia đình hạnh phúc thì nhiều gia đình sẽ hạnh phúc thì cả đất nước này sẽ luôn hạnh phúc và phát triển, đúng không ạ? Vậy thì không biết là chú còn điều gì mong muốn ở người con dâu của mình nữa không? Cái mong muốn thì nó rất là vô cùng, đúng không ạ? Nhưng mà cuộc sống thì rất dài. Và đương nhiên thì cũng hy vọng như tôi nói ban đầu làm sao trưởng thành hơn. Rồi đặc biệt là hai vợ chồng cùng nhau chia sẻ, gánh vác, xây dựng tổ ấm ngày một hơn và con cái trưởng thành. Thế đấy là niềm phúc của bố và hai bố mẹ cũng như tất cả những gia đình khác thì chắc cũng vậy thôi. Tuyệt vời anh ạ. Vâng, xin cảm ơn. Chúc mừng gia đình anh. Vâng, xin cảm ơn con gái nhá. Cảm ơn chương trình, cảm ơn khán giả. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc như thế, luôn luôn gặp thật nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Còn bây giờ Quyền Linh và Lê Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.